Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Đức Phú Trần. Thưa quý vị, hiện tại Đức Phú Trần tôi đang có trong khuôn viên của khu di tích lăng của Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc, Tân Phổ Bắc Hồ. Và đây là cái khuôn viên họ tái hiện lại, dựng lại cái nhà sàn Bác theo tỷ lệ 1:1 ở thủ đô Hà Nội. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng với tôi Đức Phú Trần, chúng ta sẽ vào viếng lăng mộ của Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc nha. Thưa quý vị, ở đây thì có những phần thí dụ như là khu lăng mộ, rồi đền thờ của Phó Bản, cũng như là cái bảo tàng nơi trưng bày tất cả những cái cuộc đời và sự nghiệp của cụ, cũng như là nhà sàn Bắc Hồ ở tại Đồng Tháp này. Nhưng mà hôm nay thì trong video này, kênh Đức Phú Trần này, thì tôi xin được mời quý vị mình chỉ tham quan viếng khu lăng mộ thôi. Cảm ơn các đồng chí và các đồng chí đã tiếp tục sinh hoạt các đồng chí hành chính ngay trước đây.
Cụ thường xuyên vào viện các bệnh nhân yêu nhất tại Đà Nẵng ngày xưa như là cụ Phạm Hùng, cụ
tiếng ca của học sinh và đoàn của mình đang đứng trước mộ. Và đoàn nhìn thấy các ngôi mộ không xa đó là đỉnh trần đặt ngay hình vào trên đất và con khi là hồ sơ và mọi người thần và mọi người sẽ tiêu thơ tự nhiên cho một đời dẫn dự của hội. Và đoàn nhìn thấy ngôi nhà kính màu trắng ở phía bên phải mộ và ngôi nhà kính màu của bác Hồ và những con trình hồ được xây dựng cùng lúc sống trong một ngôi mộ có mặt ở Trung Quốc. Thưa với bạn, về chỗ mình